kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi mảnh đất đô thị phương Nam có gì đặc biệt mà khiến nhiều người chọn đến và sống cả cuộc đời ở đây? Thực ra Sài Gòn không có điều gì to lớn để giữ chân người. Sài Gòn chỉ có những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta không quan tâm, nó sẽ trôi đi rất nhanh. Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu, có lẽ được đặc quánh bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người, bởi muôn ngàn thanh âm màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được. Nếu không nói là khó mà rời xa được. Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàng lâm đến chị bán quán, miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác. Từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi bụng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe máy. Tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn, hoặc không nhận cũng không sao. Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro chia đều cho mọi người. Từng câu chuyện, từng kiếp người, từng sự chảy trôi của dòng đời làm nên một Sài Gòn khác lạ. Làm một Đàm Hà Phú si mê không ngừng và làm nên cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ. Cuốn sách là một tập hợp các câu chuyện riêng lẻ, không ai giống ai, không có cảm xúc nào giống cảm xúc nào, nhưng tất cả làm nên nét đặc biệt của Sài Gòn, của vùng đất và con người Nam Bộ. Đàm Hà Phú sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, lớn lên tại Nha Trang và lập nghiệp ở Sài Gòn. Anh tới Sài Gòn từ năm 91 và ở lại đó hơn chục năm nay. Sở thích của anh là đi lại và chiếc lách. Anh nhận ra rằng mình đã từng đi hết cả Việt Nam, nhưng chưa đi hết Sài Gòn. Đã từng viết đủ mọi thứ mà chưa viết đủ về Sài Gòn. Đã từng yêu mọi nơi mà chưa yêu trọn Sài Gòn. Đi nhiều, viết nhiều, nhưng những cuốn sách mang nội dung về Sài Gòn lại khá ít. Ăn sâu trong đó chính là tình người, lòng nhân hậu, tấm chân tình mà những con người ở đất Sài Gòn dành cho nhau. Tập hợp những mẫu chuyện ngắn về con người và vùng đất trung tâm của phía Nam nhộn nhịp phồn hoa, nhưng cũng lắm những phút giây trầm buồn lắng động. Cuốn sách mang đến cho người đọc, dù đã từng đặt chân đến đây hay chưa, dù có nặng tình với nó hay không, dù nghe chỉ là nghe đến, được biết qua sách báo, đài, dù chỉ là cảm nhận một cách mơ hồ qua những lời kể dũng dặc, nhưng tất cả đều làm nên một bức tranh thật khác về địa danh được biết đến với cái tên Hòn Ngọc Diễn Đông, cùng những dấu son lịch sử, văn hóa nổi bật. Ngay từ những trang viết mở đầu, Đàm Hà Phú đã mang đến cho độc giả định nghĩa thú vị về chữ bao trong tựa đề quyển sách Sài Gòn bao nhớ của mình. Trái cây bao ăn, bao ngọt, đồ ăn bao rẻ, quần áo bao đẹp, quán xá bao thiếu, hàng hóa bao đổi bao trả. Bao nghĩa là cam kết miệng với người ta rằng họ phải hài lòng với cái mà họ nhận được. Nó là cam kết nghiêm túc và hào hiệp rất riêng của người miền Nam. Ai từng sống ở Sài Gòn, dù ghét dù yêu, dù đã ra đi tìm miền đất hứa hay quay về cố xứ sinh nhai, đều nhớ Sài Gòn. Với giọng văn cần cỗi dân dã và chút hài hước và giàu trải nghiệm, Sài Gòn bao nhớ của Đàm Hà Phú tự như những dòng tự sự chủng chặt chấp nối của một kẻ nặng tình với Sài Gòn. Những câu chuyện này đời thường và quen thuộc đến mức có thể chính bạn cũng đã từng trải qua rồi. Chỉ là qua giọng kể của Đàm Hà Phú, chúng ta mới ngạc nhiên thốt lên. Nó giống y chang chuyện của mình. Đó là những mẫu chuyện chị anh tư xe ôm, chị bảy Sài Gòn, anh hai chạy ba gác. Mỗi nhân vật là một số phận, một lát cắt đời thường. Thế nhưng điểm chung giữa các nhân vật là sự hào sảng, bao dung, nghĩa hiệp và chân tình, cũng chính là tổng hòa những đặc điểm của người Sài Gòn. Là một tín đồ ẩm thực, Đàm Hà Phú cũng khơi gợi sự cần cỗi và nét đẹp mê đắm của những món ngon Sài Gòn. Đó là câu chuyện quanh đĩa cơm tấm xà bì chưởng. Chuyện ở tiệm phở, xe hủ tiếu đầu hẻm, quán cà phê cốc lề đường. Những người cũng từng có cảm giác
Sài Gòn chẳng có gì gắn bó ngoài một căn phòng để đi và ngủ một giấc dài. Ngoài những con đường chật chội, cuộc sống hối hả bon chen, đầy rẫy cạm bẫy. Đàm Hà Phú không cố gắng tô hồng hay cố ý bôi đen Sài Gòn trong hình dung mọi người. Nhưng dưới góc nhìn nhiều trải nghiệm của anh, mỗi người có dịp tự vấn chính bản thân một cách công bằng và thành thực. Nếu một ngày rời xa Sài Gòn, chúng ta sẽ nhớ về điều gì? Nói như chính tác giả thì, bạn không thể chọn gia đình, không thể chọn quê hương, không thể chọn những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng bạn có thể lựa chọn nơi để sống, cách để nhớ về tất cả những điều tốt đẹp. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như một chốn xô bồ, đầy kẹt xe bụi bặm. Hoặc bạn cũng có thể nhớ về Sài Gòn như mảnh đất đã cưu mang hơn 10 triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền chọn ký ức, nên hãy chọn ký ức đẹp. Đàm Hà Phú cũng giống như đa số người sống ở Sài Gòn, không phải gốc gác ở nơi đây nhưng lại yêu Sài Gòn sau nhiều năm gắn bó. Từng mẩu chuyện nhỏ của Đàm Hà Phú dẫn dắt người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có khi bật cười trước cách ví von so sánh của tác giả khi nói về bánh mì Sài Gòn. Nếu tôi mà thành lập một tôn giáo cho mình thì đạo của tôi sẽ tên là đạo bánh mì. Vì bây giờ tôi đã là một tín đồ của món ăn này. Hay cái lối suy đoán tiếu táo của Đàm Hà Phú về tên những con đường nằm nghe nắng mưa ở Sài Gòn. Sài Gòn vừa có đường Nguyễn Huệ, vừa có đường Quang Trung. Đường Quang Trung tuy là hoàng đế nhưng lại nằm ở Gò Vấp, dài thuộc đến nỗi sau này qua địa phận quận 12 phải đổi tên thành Tô Ký. Còn đường Nguyễn Huệ tuy thân là nông dân nhưng chắc nhờ quen biết nên được bố trí nằm ở quận Nhất. Một con đường ngắn nhưng sầm uất nhất nhì thành phố, có khi xúc động bất ngờ trước những mẩu chuyện trong hẻm kể về một ông khách lớn tuổi đi xe ôm, vì nhận một bữa cơm tử tế của anh xe ôm mà sau này viết di chúc để lại cho anh này 10 cây vàng. Những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành, người ta nói Sài Gòn như đang bị trọng thương. Những con phố sầm uất giờ vắng lặng, những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc nối nhau rời bỏ Sài Gòn, nhìn mà rơi nước mắt. Nhưng cho dù như thế, mỗi người đều ấp ủ hy vọng vào ngày Sài Gòn khỏe lại. Mỗi người một việc nhỏ, có những bác sĩ xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, có những bạn tình nguyện viên phụ chăm sóc những F0, có những cô chủ nhà trọ giảm tiền nhà. Bản thân tác giả Đàm Hà Phú cũng trực tiếp đứng ra vận động ủng hộ và tặng nhiều phần quà đến người khó khăn trong đợt dịch này. Đọc lại những dòng viết của Đàm Hà Phú, chợt cảm thấy yêu quý Sài Gòn và có thêm lòng tin hơn bao giờ hết, bởi Sài Gòn chưa từng phụ ai. Và nói như Đàm Hà Phú thì, Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó là kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó trong khi đang ở trong lòng nó. Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở. Nhưng một kiểu, một thứ tình nghĩa khác không phải là quê hương. Sài Gòn qua lăng kính của Đàm Hà Phú là những gì gần gũi thường thấy nhất. Sài Gòn là câu chuyện về đời sinh viên nghèo, về những con hẻm nhỏ, về chuyện những khu chợ, về những con người giàu tình cảm và phóng khoáng. Dừng lại một chút để không bị nhịp sống hối hả thúc giục, chúng ta lắng nghe thử âm thanh của Sài Gòn của sáng sớm và tối khuya. Những thanh âm đó là nhịp thở của thành phố, là đời sống mỗi người, là nhiều cuộc đời hòa lẫn vào nhau. Không chỉ kể những câu chuyện về Sài Gòn, tác giả còn mang chúng ta về những vùng quê miền Tây, có thể do Sài Gòn là nơi có nhiều người miền Tây nhất. Những đoạn trích mộc mạc kể về cái tình sông nước, về con người chân chất thật thà. Những câu từ đơn giản, bình chân, mang luồng gió mới, trẻ trung, năng động, khiến chúng ta không thể rời mắt, rồi bỗng giật mình vì yêu mảnh đất này lúc nào không hay. Đàm Hà Phú không ngừng dẫn chúng ta đi tour vòng quanh Sài Gòn, vòng quanh Nam Bộ, một hành trình mà ở đó trang bị duy nhất của chúng ta là tình yêu đối với thành phố này, đối với tất cả những vẻ đẹp của nó. Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ là cảm nhận, là cảm xúc rất riêng, rất lạ, rất khác, nhưng cũng rất thật của Đàm Hà Phú về Sài Gòn. Anh từng nhận xét,
Với tôi khi đến một vùng đất khác, nghe một giọng nói khác, tôi luôn cho rằng mình may mắn, giống như được nghe kể về một câu chuyện. Sài Gòn đối với tôi từng như một chốn lạ với những người lạ. Mỗi ngày, dù tôi vẫn ở đây hơn 20 năm nay, về những câu chuyện ở Sài Gòn không bao giờ cũ. Giống như trò cả mưa cả nắng. Ở mảnh đất hai mùa mưa nắng này, không ai chính xác biết ngày nào là mưa, ngày nào sẽ nắng. Sài Gòn chỉ có một quy luật, luật để sống ở Sài Gòn là cái tình. Không khó để nhận ra cái tình, sự gắn bó sâu nặng với Sài Gòn mà tác giả Đàm Hà Phú gợi gắm qua từng câu chuyện. Những gì anh kể có đôi chút thân quen, có đôi chút lạ lẫm, thật thân thương mà cũng thật riêng biệt. Tuy không đủ để tái hiện hết từng khía cạnh của đời sống thường nhật ở Sài Gòn, nhưng chí ít nó khiến ai từng đặt chân đến đây cũng phải rung động, bồi hồi. Kể chưa đi thì dấy lên một nỗi tò mò, thích thú. Còn ai đã quá yêu nó thì sẽ không thôi nhớ nhung, khắc khoải. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.